Tử vi thứ 5 ngày 16 tháng 3 của 12 con giáp. Trong ngày mới, người tuổi Tuất có tỷ kiên tài hoa, nhiều tài năng, lại có cơ hội thể hiện, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Còn các con giáp khác sẽ chờ đón điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tuổi Tý. Hôm nay của người tuổi Tý là một ngày gặp Tý Mão tương hình. Người nhỏ tuổi có thái độ vô lễ, bạn không cần phải chấp nhặt hay để bụng, cứ thẳng thắn bỏ qua. Ở đời không học được lễ nghĩa thì không nên giao du, cũng không xứng đáng để bạn tức giận. Sự nghiệp tuổi Tý trong hôm nay tương đối khởi sắc, tinh thần làm việc phấn chấn. Bạn làm việc tốt, trôi chảy, kể cả những việc khó, có tính chất phức tạp nên được mọi người xung quanh khen ngợi. Cấp trên cũng đang rất cổ vũ cho năng lực của bạn, cố gắng lên nhé. Tuổi Tý nên có những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí của riêng mình. Bạn đừng quá tiết kiệm, tiếc tiền, đó là món quà mà bản thân hoàn toàn nên được nhận. Kiếm tiền là để tiêu cho chính mình cơ mà. Tuổi Sửu. Tử vi hôm nay báo người tuổi Sửu đón thứ 5 có dương nhận hung tinh ở bên. Thần sát này chủ về tranh đấu, cô đơn, bệnh tật nên vô cùng nguy hiểm. Bạn có thể sẽ nảy ra những cuộc cãi vã, tranh luận gay gắt với người khác, bị thị phi vây quanh, gây ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Bản mệnh cần hết sức đề phòng những căn bệnh giao mùa, những cơn mưa bất chợt đầu hè. Chúng có thể khiến bạn bị cảm lạnh, cảm sốt, cảm cúm mà phải nghỉ ngơi ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, lại tổn hao thể lực nữa. Nên uống nước ấm, pha mật ong mỗi sáng để tăng sức đề kháng. Tình cảm của người tuổi Sửu vì gặp dương nhận nên không hanh thông, hung tinh này làm cho bạn rơi vào cảnh cô đơn, có người yêu hay bạn đời cũng như không, lúc nào cũng suy nghĩ lo lắng buồn tủi, nhiều khi chỉ là do bạn tự nghĩ ra nhưng lại ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của hai người. Tuổi Dần. Người tuổi Dần hôm nay được mộc khí vượng vận hỗ trợ nên sức sáng tạo dồi dào, gặp đâu cũng nảy ra những sáng kiến bất ngờ, có tính khả thi cao. Bạn có những ý kiến hay góp phần làm tăng hiệu suất công việc và cải thiện nguồn thu cho cơ quan nên rất được khen ngợi. Người làm nghề sáng tạo tự do như họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà thiết kế thì có thể bật ra những sản phẩm có chất lượng nghệ thuật cao. Bạn nên theo đuổi đến cùng, dù ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Tiếc rằng chuyện tình cảm không có tiến triển gì, mộc vượng kéo theo đào hoa dữ, người bạn thích thì hiểu lầm mà người bạn không thích thì cứ đeo bám, đúng là đau đầu. Thị phi không dưng kéo đến, tuổi Mão mang tiếng oan vô cùng ấm ức. Tuổi Mão. Tử vi thứ 5 báo tuổi Mão tự hình vì người khác mà lo lắng, vì người khác mà mệt nhọc, bỏ công bỏ sức ra nhưng không được ghi nhận. Người ta không cần sự giúp đỡ của bạn, chỉ có bạn làm khổ chính mình mà thôi, hãy tỉnh táo lại. May mà tuổi Mão vẫn có thực thần, tính tình ôn hòa, an ủi, có quý nhân là bạn bè, người thân tới chia sẻ. Có điều gì không vui, có điều gì phiền muộn, hãy nói hết ra, đừng giữ trong lòng, có người lắng nghe sẽ nhẹ nhàng hơn, giữ mãi dễ thành tâm bệnh. Sức khỏe người tuổi Mão khá vượng, mộc khí cho bạn tinh thần phấn chấn, tự tin và tinh thần vươn lên. Chuyện tình cảm cũng vì thế mà tiến triển nhanh, bạn chủ động, mạnh dạn quan tâm tới đối phương nhưng cần chú ý đặt tình cảm đúng chỗ, đúng người, không nên xen vào mối quan hệ của người khác. Tuổi Thìn. Tử vi hôm nay người tuổi Thìn vận trình có quan tinh chiếu cố nên công danh sự nghiệp tương đối rộng mở. Bạn là người khéo léo nhưng chân thật, không giả tạo, thăng tiến tuy không nhanh nhưng vững vàng, bền vững, ít khi bị người khác tranh giành. Tuổi Thìn chưa có tài lộc trong hôm nay vì bạn chưa chính danh, tạm thời hãy hài lòng với những gì mình đang có. Bạn chỉ cần giữ vị trí làm việc, có tiến bộ thì chắc chắn những món tiền khá khẩm sẽ tìm đến. Để tăng thêm thu nhập, có thể làm thêm nghề tay trái. Ngày dương nhận thần sát rình rập, cẩn thận tai nạn xe cộ. Nếu phải đi xa nên chọn phương tiện có tính an toàn cao, chọn hãng có uy tín, không nên đi vội vàng gấp gáp, đặc biệt tránh tự mình điều khiển phương tiện để hạn chế rủi ro. Tuổi Tỵ. Tử vi người tuổi Tỵ có chính tài bảo trợ cho những người làm hành chính văn phòng, công chức, viên chức. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định, tài lộc khá, không có điều gì cần lo buồn, không nên tham những khoản phụ thu dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Với những người muốn thăng tiến thì thận trọng đề phòng dương nhận cản phá chính tài, hung tinh này có tính sát thương mạnh. Lấy cứng chọi cứng thì cả hai cùng bị thương, nên sử dụng những biện pháp mềm mỏng, linh hoạt, đối thoại chứ không đối đầu. Người làm việc tự do có thể tận dụng dịch mã để biến chuyển tình hình sự nghiệp. Dù hôm nay thần sát này không mạnh lắm nhưng vẫn có tác dụng, có thể kiếm được những cơ hội khá tốt nên tận dụng một cách triệt để.
tuổi Ngọ. Tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ vì tứ hành xung mà bạn bè cãi cọ lời qua tiếng lại. Quan điểm khác nhau mà ai cũng có cái lý riêng. Chuyện nhỏ thành chuyện to có thể sẽ là cản trở khiến mối quan hệ của hai người không thể trở lại như trước. Tài lộc khá tốt dù không hẳn là ngồi đếm tiền mỏi tay nhưng vì công việc trôi chảy nên các khoản thu về cũng không ít. Chỉ là bạn có tiền nhưng các khoản chi tiêu cũng nhiều nên không còn dư được bao nhiêu, thận trọng với những khoản chi lớn. Tuổi Ngọ có đường sức khỏe tốt, thân thể dẻo dai, mạnh mẽ. Bạn yêu thích thể thao nên phát triển con đường này. Biết đâu từ sở thích cá nhân lại trở thành nghề nghiệp mang tới thành công, tài lộc cho mình. Thử sức và phấn đấu theo đam mê một lần nhé. Tuổi Mùi. Nếu tử vi hôm qua của người tuổi Mùi chưa có nhiều chuyện may thì hôm nay tam hợp tốt lành đưa tới bao nhiêu điều tốt, ra đường gặp người tốt. Về nhà được yêu thương lúc nào cũng thuận lợi nên cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, rạng rỡ. Dịch mã là thần sát tốt với đường tài lộc và di chuyển. Nếu bạn làm nghề liên quan tới du lịch, ngoại giao, đối ngoại, dự án thì đây là dịp tốt để bạn kiếm tiền đầy túi. Lại đang có tam hợp nên đừng ngại thử sức với những cơ hội có tính thử thách, mạo hiểm hơn một chút. Nhưng dịch mã không tốt về tình duyên, được cái này thì mất cái kia, không thể vẹn toàn hết được. Nếu bạn coi trọng sự nghiệp thì nên bắt chặt lấy dịch mã. Còn không cần cân nhắc kỹ trước khi có quyết định đi hay không, đã đi thì tình duyên phai nhạt rất nhanh. Tuổi Thân. Người tuổi Thân đón thứ 5 có thực thần hòa giải mọi mâu thuẫn, đây là quý nhân tính cách hài hòa. Lại biết phải trái nên bản mệnh cũng giống như vậy, làm việc ổn thỏa, có bất cứ xích mích nào với người khác cũng hướng tới cách giải quyết tích cực nhẹ nhàng. Cũng nhờ thực thần mà bạn có lộc có tài, dù không quá nhiều nhưng cũng là một món đáng quý, là động lực để thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn, cống hiến nhiều hơn. Và cứ đà này mà tiến lên, đừng dừng lại. Đề phòng tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình. Bạn hiền lành nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Khi ở bên người yêu, bạn đời hãy thể hiện sức hấp dẫn, hơi hư một chút để họ nhận ra điểm đặc biệt của bạn. Tuổi Dậu. Tử vi hôm nay của người tuổi Dậu tưng bừng đón niềm vui trong sự nghiệp. Nhờ quan hệ tốt với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác mà bạn được nâng đỡ rất nhiều, hứa hẹn sẽ có bước đột phá về vị trí, nhất là với người làm công việc kinh doanh, bán hàng, tư vấn sản phẩm. Nhờ sự hanh thông trong công việc mà tài lộc của bạn cũng khá vượng. Ngoài tài lộc thu được từ công việc chính, bạn còn được dịch mã ưu ái những khoản thu nhập đến từ công việc làm thêm, nghề tay trái nên vô cùng rủng rỉnh. Sức khỏe của người tuổi Dậu gặp chút vấn đề do bạn mải mê làm việc, đau đầu, đau lưng, mệt mỏi khiến bản mệnh khá khó chịu. Bạn nên chịu khó vận động kết hợp massage, xoa bóp để thư giãn gân cốt, giảm căng thẳng cho cơ thể nghỉ ngơi. Tuổi Tuất. Tử vi hôm nay của người tuổi Tuất có tỷ kiên, tài hoa, nhiều tài năng lại có cơ hội thể hiện, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bạn làm những nghề cần sự khéo léo, tỉ mỉ và năng khiếu nghệ thuật thì sẽ nhận được kết quả tốt, thành công sớm đến. Tài lộc không tệ, bạn kiếm được những khoản ổn định và cân đối thu chi tốt. Tuổi Tuất không hoang phí nhưng cũng không quá tiết kiệm. Bạn biết kiếm tiền và biết tiêu tiền để hưởng thụ, nhiều người mong được như bạn đấy. Tình cảm trên đà thăng hoa, những mối quan hệ bình thường bỗng trở nên thân thiết và có thể tiến xa hơn nếu bạn thực sự để tâm. Đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất thoát khỏi kiếp ế bền vững như hiện tại, tiến lên nào. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi có một ngày thứ 5 vui tươi và nhiều hứng khởi. Bạn tràn trề năng lượng bởi nhân duyên tốt, quan hệ xã giao thuận lợi, ghi nhận những cuộc gặp gỡ có nhiều niềm vui, đong đầy kỷ niệm. Bạn có thể nương tựa vào đó trong cuộc sống và sự nghiệp. Người tuổi Hợi ra đường vui chơi nên cẩn thận tư trang đồ đạc, nhất là đến những chốn đông người. Dịp này bạn cũng sẽ chi nhiều tiền cho mua sắm, giải trí và tặng đồ cho người khác, nên tiêu tốn một khoản không nhỏ. Tài lộc suy giảm đáng kể nhưng vẫn chưa tới mức báo động. Sức khỏe là yếu tố bản mệnh nên lưu ý, vì thời tiết đang chuyển biến thất thường, ngày tam hợp có thể đỡ đần cho bạn phần nào, nhưng quan trọng nhất vẫn là cần chăm chút cho cơ thể, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi cổ lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau cổ lịch ngày tốt.